Wow, hôm nay mấy anh em tập trung rất là sớm mọi người ơi. Hôm nay là ngày cuối tuần. Đó. Thứ 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 YouTuber, luôn các em là 7. Và đây là TikToker. Oh, hiện tại bây giờ mới có 5 điều rưỡi nha mọi người. Xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Hiện tại thì em đang ở nhà. Giờ thì em chuẩn bị lên mộ của chú người sĩ tử Lưu Vinh Bang ơi. Bây giờ là 5 giờ sáng. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, may mắn bình an nha. Hôm nay nghe nói là Quay Viên tổ chức lễ cầu siêu của Vinh Bang Tiết Thanh Minh. Thì xin mời cô chú anh chị bạn theo chân em lại xem đồng Quay Viên họ chuẩn bị công tác lễ cầu siêu chi tiết thương minh ngày hôm nay như thế nào nha mọi người. Hiện tại bây giờ thì 5:15. Xin chào cô chú anh chị các bạn, hiện tại bây giờ thì em đã đến ngay tầng mộ của cố ca sĩ Tố Du Linh các bạn ơi. Hiện tại thì mới có 5 giờ rưỡi rồi. 5 giờ rưỡi mà anh em tới đây rất là sớm. Hôm nay lại lễ tiết thương binh nha chị bạn. Rồi, giờ thắp nhang chị bạn ơi. Em chuyện với châu nhiều là khi họ mình thôi nói tiếp tới thì chuyện với tôi giờ là sẽ sớm vô phải thắp hương cho chú nha của chú chị bạn. Giờ thì em sẽ đốt thuốc cho chú nha mọi người. Rồi em cũng vừa thắp nhang xong cũng vừa đốt thuốc cho chú xong rồi bạn ơi. Giờ em sẽ quay tiếp cho người xem nha. Hôm buổi sáng nay thì có những thay đổi gì bên mỗi chú như bạn. Đây anh YouTube này thì đang dọn dẹp. Bố này mới đem tới hả? Như là một cái chậu này nữa là như chị Bích Châu tặng như là cái năm độ hoa đó đúng không?
Hiện tại thì một phòng của chú vườn hoa rất nhiều mọi người. Ủa hoa này nó nở gì ta? Nở đúng rồi. Ôi nó nở nè, ấy cái hoa nó bị gãy rồi ông Nêu, dịch chỉnh luôn đi, nó gãy rồi. Hả? Bữa trước bông nhiều á, anh nó bị mấy cái con ấy nó vô nó cắn. Này nở lên rồi kìa, nở ra kìa. Mà anh nhìn kỹ coi nó bị ăn nhiều lắm đó, đúng ra là nở đẹp lắm á. Đúng rồi, bị cắn. Bị ăn nhiều lắm. Cắn quá trời luôn kìa. Sao mấy con này thích hoa hồng ta, kỹ ta? Nó hồng lắm. Ờ, ngộ mà thích hoa hồng mà. À. Ông tin nghiên cứu coi những người họ tới bạn nam thích hồng. À. Cái hương nó thơm. Hàng chi vô nó ăn sạch hết trơn rồi. Có hồng ngon bị cắn. Anh có ăn thử rồi ngon. Mấy ngày nói hay gì? Này sáng còn rất là sớm luôn rồi. Hiện tại giờ cũng chưa 6 giờ. Để nghiên cứu được. Tới chiều anh làm cái bản nha, tại vì cái hàng nó thấy kiểu cho rồi anh nói là hầu số 3 số 8 giờ cửa hàng sẽ tới nhà trọ anh, chở nhà trọ. Rồi anh nói cái hàng là mai trưa nay ship lên với bạn khác sẽ tới cho. Coi bị thiếu. Rồi thôi mình tạm mình đợi sau cái mình bổ sung thêm. Nói chung ra bữa giờ mình mua ở đây cũng nhiều lần cho nên người ta bổ sung sao đúng không? Không sao, không bán nhiều tiền đâu. In cái. In cái gì? Nói chung là buổi sáng là anh trai dự mộ đi vô rất là sớm và anh cũng đã. Tại thì chưa 6 giờ nha chú bạn. Tại vì hôm nay anh vô rất là sớm luôn ha. Đây là những cái ly này là nước này là hôm bữa có một chị giấu mặt ở Sài Gòn đã gửi cho mình mua dùm. Chắc là để khi mà để những cái và mua cái bộ ly này và cái bình nước để thấy nó rất là ấm cúng quý như chị. Rất là tuyệt vời luôn. Tại vì chị xem cái tờ rơi của Duy Minh thì không thấy là ở đây thì cũng có những cái hoa này, hoa nào hoa gì quên nữa rồi ta. Này nở rất là đẹp luôn. Cẩm tú cầu. Đó. Rất đẹp ha. Mình ba hai chỗ lan vàng với tím nữa đẹp ha. Đẹp ha. Cái đây mình chép hai chỗ. Đây mình chép hai chỗ. Để mình bây giờ mình đặt hai cái tiền để mình chép là hai bên tán hai bên bên gặp. Là ba hai bên. Hai cái tán vô đây nè, từ đây đối xứng bốn cấp này ha. Rồi mua lấy hai cái đế trắng cái gì? Sửa lại mấy chỗ bông đi bạn ơi. Sáng nay thì cũng hình như cũng được thêm một anh em nữa, cũng là 7-8 anh em ở đây. Sáng nay thì ngày cuối tuần cũng là ngày đại lễ cầu siêu vào buổi chiều tối nay của ngày Tết Thanh Minh đó chị bạn. Thì cũng kính mời cô chú anh chị các bạn xem tiếp theo những video của em cũng như tất cả anh em ở đây. Thì tối nay thì em và anh em cũng sẽ trực thuộc ở đây để mà quay những cái hình ảnh mới nhất để gửi đến cô chú anh chị các bạn. Hiện tại bây giờ là 6 giờ sáng chị bạn ơi. Hôm nay thì em cảm thấy đông hơn những ngày thường rất là nhiều, giờ này nha mọi người. Thì tại nhà em cũng gần đây á, cho nên là khi mà em đến đây rất là sớm thì đôi lúc cũng chưa có người, luôn cả những nhân viên ở đây. Tại vì còn sớm quá mà mới có 5-6 giờ mà họ chưa đi làm. Nhưng mà đặc biệt hôm nay là một ngày là gọi là rất là đặc biệt, đó là ngày Tết Thanh Minh.
cái thanh minh của những người thân mà đã mất ở đây. Nhất cái thứ hai nữa là ngày cuối tuần nữa của chị bạn. Và đặc biệt hôm nay anh em của em đến đây thì cũng đông hơn ngày thường rất là nhiều. Hiện tại thì mấy anh em đang sắp hoa lễ bạn. Anh ông anh cũng đang sắp các cái trụ hoa lại cho nó gọn. Giờ ra đây em sẽ quay một vòng cho mọi người xem. Trời, buổi sáng hôm sáng sớm hôm nay nha mọi người. Tại mộ của chú, và em sẽ kết thúc cái video thứ nhất này ở đây. Điện cài thì đúng, bây giờ mới đúng là 6 giờ nè mọi người. Rồi, bây giờ thì em xin hẹn gặp lại cô chú như vậy và quý giá sau nha. Mọi người xem cho em xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người ngày cuối tuần may mắn, bình an, sức khỏe dồi dào và sự như ý nha. Bye bye.